sao bị vô đây rồi. Hay vậy. Không có đồ đi luôn ha. Vô đây là không có đồ đi luôn. Rồi rồi. Không, tại ở trong thành phố đứa bạn nó không có biết cái này á, nên quay nó coi nó ở trong nội thành á, ở bên quận 5 á anh, nó không biết mấy cái này nó quay nó coi. Ủa anh vẫn ở đi ăn cỏ đâu vậy? Ủa đàn của anh có mấy con này thôi hả? Ừ. Sao anh nuôi ít trâu vậy? Có ăn nhiều lắm, trong con bán bớt rồi. À bán bớt rồi hả? Trời. Vậy ngày anh lùi cho mấy lần ta? Cho nó ăn ở dưới đó, chiều về đây ăn đây nè. Chiều về đây ăn đây hả? Ừ. Cái này trâu này mình dùng mấy cây ruộng hay sao anh? Hay là chó làm cái gì? Nay hồi đó cày ruộng giờ nuôi chứ, nuôi văn nghệ chứ. Cái này nuôi lấy thịt hay sao anh? Nuôi sao rồi lớn lấy thịt hay sao? Nuôi lâu lâu bán 7 con. À lâu lâu bán hả? Ở nhà còn cỏ nhiều không? Đúng rồi. Cỏ nhiều nuôi. Lai rai chơi. À. Ở nhiều lắm. Giờ... Ủa, nhà trong này luôn hả? Hay là đi chỗ khác? Dưới ngã ba dưới á. À. Nhà ngay chỗ cái trại bự á. À, trời. Chỗ cái kho bự á. Ruộng đất còn nuôi chơi vậy. À. Hồi đó cày ruộng nhiều lắm chứ giờ đâu có cày, mấy con trâu giờ đâu, không biết cày luôn. Trâu giờ không biết cày luôn hả? Ừ. Trâu giờ yếu dữ vậy? Nhưng hay là do lâu quá nó không cày nó hả? Giờ mình không có làm ruộng, mình đâu có tập cày nó chi. Hồi trước mua mấy cày rồi đâu có cày trâu nữa. Năng suất thấp quá không có chơi trâu nữa. À. Phải quay cho đứa bạn nó coi cho thành phố. Dầu thôi là quay đã là cần gì. À. Giờ cắt cỏ còn chơi mấy cắt luôn rồi chứ đâu có cắt cày nữa. Đúng rồi. Này là vườn nhà nè. À, vườn nhà thấy không thấy trồng gì hết vậy anh? Đó, trồng mớp tàn đó, giờ chuẩn bị làm lại đó. À. Mớp với đậu bắp đó. Giờ đang làm đất lại, trồng mớp đậu bắp á hả? Làm đất lại. Nhà anh được 200, ở cái vườn này được 500 mét vuông không? Ờ, cái vườn này mấy ngàn với 500 gì. Mấy ngàn mét vuông á hả? Ngoài đó, ừ. Ngoài đó luôn hả? Ờ. Ra tới rồi, mấy nhà đó. Đó. Hết vào đồng rào này luôn nè, tre chút rồi bên đó luôn á. Ờ. Vậy tối anh có đóng cửa này lại không? Sợ tao vô đây á. Có đóng lại hết. Đúng rồi. Ủa giờ người ta mua trâu về làm gì anh? Mua chắc về ăn thịt. Sinh sản ra chơi vậy. Không, chắc em nghĩ mua chắc mua cho mấy chỗ bán thịt trâu á, bán cơm trâu. Thịt trâu cũng không có nhiều, chủ yếu người ta nuôi để đẻ ra thôi. À. Trâu chỉ có mấy người lái rồi đó. À. Có mua chứ. Đúng rồi. Mình bán đâu được nhiêu, lâu lâu mình bán vài con. Em tưởng nuôi trâu bán cho mấy quán cơm trâu chứ. Cơm đó là có mấy cái
lò mổ nó mổ ngày biết bao nhiêu con. Đúng rồi. Giờ trên khu vực này ta xây nhà nhiều quá rồi, bởi vậy trâu nó cũng ít có ruộng nó cày. Nói chung giờ đất ta không còn hết đất. Đúng rồi. Thu hẹp lại. Ờ. Đất giờ không có cất nhà có đâu mà tới giờ đất ruộng mà đường tô ký nó cũng hết rồi, sang lấp hết rồi. Giờ nói chung ta làm ngành nghề khác. Đúng rồi, không mong giờ ta bùng ta bán nhà đất nhiều rồi. Ừ. Giờ chắc mà chắc cày ruộng chắc lên củ chi quá. Ô, khu này bây giờ bán còn cả chục triệu mét đó, ở đó cày ruộng gì đất. Đúng rồi. Đây giờ trên chục triệu mét không á. Sao anh không phân lô ra bán mà anh cày ruộng để trồng rau gì ổn vậy? Ừ, mình còn nhiều mà đâu cần làm chứ đó. Đúng rồi. Để từ từ bán cũng được mà. Mình còn nhiều địa bàn mà đâu cần chơi đó. Dạ. Đó, kho tôi dưới mấy trăm thước đó. Đâu cần làm này chi mà phân lô là chi nát đất à. Bây giờ anh đi cắt cỏ ở đâu vậy? Dọn đây nè, dọn ngoài đó đó, dọn đó chuẩn xuống đầu đó. À. Dọn bên này. Tại quay anh chút rồi em cũng đi làm luôn. Tại quay cho thành phố đứa bạn nó không biết mấy cái này á. Châu này chắc bán cũng được mấy triệu con hả anh? Mấy triệu à? Mấy triệu hả? Thôi để lát ra gài lại giùm nhau. Lát ra gài lại. Đúng rồi, để từ từ mình rút đất rất nhiều mà lo chơi, gì mình chơi hàng dữ chứ chơi nhỏ nhỏ là đâu có chơi. Không mà khu Trung Chánh này người còn nhiều đất như anh cũng hay rồi. Giờ đa số người ta phân lô bán kiếm tiền nhiều. Đúng rồi. Cũng phân hết nè. À. Người ta cũng phân lô bán cái khu này rồi. Anh đi đụng lên trên coi xe đi, nếu anh đi xa xa nguy hiểm. Dạ đúng rồi, em quay anh ra ngoài đường thôi à. Ủa anh đi cắt cỏ sao không? Nhà tới đây nè, ngay góc ngã ba nè, ngay kho nè. À.